Rồi nay mình tiếp tục mình rút máy con Vario này anh em. Giờ đang mở bảo vô, mở hỏng ga nên mình sẽ rút máy ra ngoài. Nhưng mà rút đây là không có gã máy nha, chỉ rút cục máy ra ngoài. Thì trước khi rút đó, thì cho anh em xem này. Tại vì chủ xe này anh mang với mình, anh ở xa lên, ông đã đi hết Sài Gòn, anh đi mấy chỗ sửa rồi, dầu hãng cũng đã sửa rồi, rồi ở ngoài cũng sửa rồi, nói chung là nồi anh bình thường. Đây là cái nồi zin nè, nói chung là đồ zin hết, nói chung là tất cả đồ zin hết nha anh em, bình thường hết. Có hai chén này là đã được thay rồi, chén zin của Vario thì nó có hai cao su đây, còn này không có, nhưng cái đó không quan trọng, nó không hư gì hết đó. Nhưng mà khi các bạn chạy thử xe, các bạn chạy xe á, các bạn lên ga nó cứ cường, vừa hạ ga mà lên ga lại cái bàn chân này nè, các bạn đặt chân đây nè, nó rung tê hết bàn chân luôn. Đó là một. Mà xe này á, trước đó là anh đi vô hãng rồi, là tại vì anh có ga, anh có thay phụ rồi hết rồi đó, nhưng mà anh đi kiểm tra hết là không phải do phụ. Còn chỗ thì bảo là do dên, còn chỗ thì là bảo là trong máy không à, nói chung là nồi thì làm hoài chứ không hết được. Nhưng mà khi mình chạy thử xe thì mình cũng đoán được là không phải do nồi. Nhưng mà khi mà các bạn giờ đây nè, thì hồi nãy mình thấy ở đây có cái dấu này nó bị chày, nên mình có hỏi anh là vì sao không có rút hay không, nói không này kia nó bắn cho nó cứng thôi, nhưng thật sự là nó rất là cứng nha anh em, lưu ý nè. Đây là cái cục cao su gấp nha. Đây là bây giờ anh em lưu ý là bây giờ mình sẽ nắm cái xe, mình lắc cái xe, mà anh em nhìn ở chỗ ngay cái gấp này nha, lắc cái xe cho anh nghe. Mà cỏ mày bỏ luôn này, mình để tao lắc nha. Đây anh em thấy là cái mà tay mình nó hay lắc, anh em thấy rõ khi mà nắm cái gỗ này, lắc nó nhẹ nhẹ vậy nè. Đó anh em thấy chưa, anh thấy không, cái con ốc này nó đứng yên, mà cái cục cao su anh em thấy nó động đậy chưa. Đó rồi ngưng, là chỉ của bên đây bị nha, nó mới bị một bên thôi, còn cái bên đây là chưa có bị. Rồi em coi vô em, rồi em lắc đi, lắc cái giống nãy cho anh này. Đây là mình là bên đây nè, hai bên nè ha, nhưng bên đây chưa có bị nè, không đây bị không, đây nó hơi nhẹ thôi, chứ nó không có lắc gần nó, anh em thấy không, nó không có nhiều. Thì tại vì anh em đa số anh em nói là xe mới sẽ không có bị này, hồi nãy mình đã thử dùng chìa khóa mình nắm mình siết thử xe nó lỏng hay không, thì con ốc này rất là cứng nha. Đây, các em lưu ý nha, đây là một dù là xe còn rất là mới luôn, mới tinh luôn, hầu như có những xe đi lâu năm cũng chưa có bị cái tình trạng này, nhưng xe này là xe mới. Và đây là chiếc thứ ba mình làm rồi, hôm trước mình có làm một chiếc AB, một chiếc Vario đó, nhưng mà mình không có thời gian quay clip, hôm nay sẵn có thời gian mình quay cho anh em xem. Khi nó bị như vậy nè, nó lỏng cái xu này nè, nó sẽ có hai trường hợp xảy ra. Khi sập ổ gà cái nó sẽ kêu một cái khục, nhưng mà không phải do phụt nha, phụt này là anh mua phụt xịn nha. Đó là một. Cái thứ hai, khi các bạn vừa hạ ra, vừa dặn ra lên đó, thì cái bàn chân này nè nó gừ luôn, và không phải do nồi đâu các bạn, làm nồi cái nào làm không bao giờ hết được. Cái nồi đó chỉ có những cái đầu thôi, chứ còn lúc mà mình chạy rồi á, mình không ra mình chạy, các bạn đang giữ ra 20-30, các bạn dặn mạnh lên cái đầu là nó cứ cái bàn chân này nè, cảm giống như là nó bị, nó cảm giác giống như mà cái xe số mà cái trong sinh dĩa mà nó bị tròn á, anh em dặn là tự á, thì nó y chang như vậy luôn, nó không có tiếng kêu như vậy, nhưng mà cái bàn chân của mình á nó sẽ gung dẻo nhảy như vậy đó. Đây, giờ mình rút máy ra ngoài, mình cho anh em coi là cái cục cao su gấp đó nó hư. Thì anh mang cũng rất là nhiều chỗ rồi, chỗ kia nói là mày đang dên vậy đó, nhưng mà xe là chạy rất là im, không cho dên, cũng không phải cho máy luôn, cũng không phải cho nồi, không phải cho phụt. Đó thì để mình mở ra rút cục máy ra ngoài cho anh em xem nha. Rồi máy rút ra tới ngoài rồi. Cái này thì mình chia sẻ lại thôi cho những anh em để tránh bị hành, có những trường hợp anh em bị hành hoài luôn á, không biết nguyên nhân tại sao. Đây em thấy không nè, cái cục cao su nè, cái này là nó quá dễ quá mềm nha, nó mềm hơn so với mức quy định nha. Cái cục mới nó không có gì đâu nè, thấy chưa nè, đó giờ nó rất là dễ quẹo luôn, nó muốn kiểu như nó muốn nè, không nó muốn sụm luôn rồi đó anh em thấy không nè. Đó vậy thì nó sẽ không có chịu đi tâm được cho xe, nên là khi mình lên ga cái cục máy được kéo đi á, nó về cái sườn nó không cố định, nó không có được độ cái điểm tựa, nên là nó sẽ gừ nguyên cái bàn chân nha. Đó anh em nói là
dên, nếu mà bị dên là nó phải kêu, nên lưu ý nha, xe bị dên là giữ ga là nó kêu chứ không phải nó bị như vậy là nó bị dên. Rồi giờ lấy cái đầu đóng đóng ga 22 á, cái đầu 22 dài á đặt vô rồi đóng ra đi. Hai cục cao su này vô là mọi chuyện hiểu gì giải quyết thôi, nên dặn là không còn bị đây nó bị ít hơn, cục bên đây bị nặng hơn nè. Thì có thì chắc chắn đâu cặp rồi chứ. Nhìn lên nha bạn, đóng em. Cái nút này hai cái được. Cái đó là thằng cái gấp luôn chứ. Rồi, vậy bên kia lấy hai cục, lấy hai cục cao su gấp đi. Thấy không? Để anh em lưu ý làm sĩ là khi anh em thợ gã máy á. Vậy đúng rồi, cái con này bên kia nó bị nặng nhất nè. Rồi, cho bên lấy đi. Rồi, ok. Rồi ở đây thì mình em nghĩ nha, thì ở trên gấp này thì nó cũng có cao su nữa, nhưng cái cục này đúng là chưa gặp trường hợp nào hư nè. Cục này nè, ở đây cũng có hai cục, nhưng mà thường thường á, anh em biết tại sao mà nó hay hư vậy không, là do khi mà lúc mà họ gấp cục máy vào á, họ bắn cái đầu này nè, họ bắn nó bị seal chung á, như là khi mà mình giả lên xuống nhà nó bị seal á thì nó sẽ hư cái cục cao su ngoài, còn hai cục trong này thì rất là khó, gọi là hiếm hư luôn. Nhưng mà cục cao su ở ngoài này nè thì mình thấy nó hư, của cao su bên máy thì mình thấy nó hư nhiều, thì cái cục đó thì nó chịu ở đây nhiều nhất. Nó còn ở trên đây thì nó có cái này không nè, nó có điểm tựa lại rồi nên là ít, còn ở ngoài này nè nó không có điểm tựa nên là nó giặt lên giặt xuống, giặt lên giặt xuống nhiều thì cái cục ngoài nó sẽ hư trước. Mình chưa ghi nhận là ca nào hư cái cục ở trong đây, thì hôm nay nó rất là dài, cục này nó dài một khúc vậy nè, và nó được bao bọc ở xung quanh này xịn sò hơn, đó nên là nó khó hư hơn so với cục ở ngoài. Ở này mình chia sẻ cho anh em, khi nào anh em gã máy làm xe hay gì đó, anh em gã rút cục máy ở ngoài thì anh em thấy được hai cục cao su á thì chúng ta thay luôn thôi, thay luôn thì nó cũng đâu bao nhiêu tiền đâu, hai cục cao su nó rẻ mà, đó nên là mình thay hai cục cao su luôn để nó an toàn nhất. Rồi anh em mình đóng vô hai cái cục cao su mới nè, hai cục cao su cũ ở ngoài nè, đó mình đóng vô rồi đó, thì đây mình trộn vô, thấy không? Cái đầu cứng của nó nè, thấy không? Nó có đầu đây, cái đầu cứng này nè. À, không? Đó. Rồi á, nó còn một cái lưu ý nữa, khi anh em bắn vô á thì lát mình lưu ý anh em ha, khi mình sọt cốt như này vô, mình gác máy vô rồi á thì anh em phải gắn cái phuộc sau vô rồi anh em hạ xiết cốt bên kia nha. Bây giờ để mình mang ra mình gắn đi, mình cho anh em nó dễ hiểu hơn. Rồi á, đây thì cái bước đầu tiên khi mình đẩy cái cục máy nó vào như vậy rồi nè. Anh em sọt cốt ngang. Thì cái lúc cái phuộc này chưa có bắt vô nè, mình đã nói với trong những video clip trước. Kéo qua đến, kéo qua cho dở lên giống phục giống hay lên cái dưới này chứ rồi. Rồi, đó. Một là anh em bắt ốc phục vô. Rồi hạ xiết cái ốc cốt bên kia lại. Còn hai nữa là anh em cho cái em mà bắt cái phục vô xong rồi á, anh em đẩy cái xe xuống. Đẩy xe cho nó đẩy xuống bình thường không nhận chúng đứng nữa, rồi mình bắn cái ốc kia lại. Thì khi mà cái cục máy này mà em chưa bắn nó vô nè. Anh em xiết cứng ở đây lại. Thì cái phần cốt này nó sẽ tì lên trên cái cục cao su này, là khi mà anh em đè xe xuống á, đè xe xuống thì có nghĩa là cái cục máy này nó phải đi lên, thì đi lên thì cái phần cao su này nó sẽ hơi bị xoắn, nó hơi xoắn thì nó làm cho cái độ đàn hồi, cái độ mà tuổi thọ của cái cao su nó sẽ bị giảm, nên anh em lưu ý ở chỗ này nha. Nó thì đây là những cách làm của mình thôi, cái nhiều anh em rút ra rồi hơi lúc mà gáp vào thì chạy lên ra nó cứ giật cứ đè làm nồi thì làm các kiểu không hết được á, là cũng do đây nha, cao su này rất quan trọng nha. Đó. Rồi lấy ốc buộc cái gớt rồi. Giờ thì mình đè này vô, lấy ốc buộc cái ốc buộc vô rồi bắn vô xong rồi cho chú xe chạy thử xe lại. Rồi giờ thì mình bắn cái con ốc gấp vô xong rồi đó. Giờ thì em lắc lên, em lắc xe nắm tay lái, lắc xe như nãy rồi. Mình xíu quá cho. Giờ mình lắc xe mạnh cái nào mạnh, nhưng mà cái cục cao su nó đang đứng yên không? Nói với cái cốt đứng yên nha.
không có được bị sụt thịt nha. Đó rồi, ok rồi, giờ để mình lắp hết xe xong, xe xong mình cho anh chủ xe anh chạy thử xe cái xem là nó còn cái hiện tượng gì không. Cái nồi hiện tại thì mình không có làm gì hết nha, hiện tại là mình chưa có làm gì cái nồi gì luôn, mình chỉ mở ra chỉ lắp lại thôi. Rồi, xe lắp xong hết nha anh em. Đó, mình đi thay của show thôi. Còn giờ cho anh chủ xe anh thử xe lại cái đi, xem là nó êm chưa. Nó còn bị gì gần không? Nó sắn riết một cái cục cao su mà nó bể lên nè, thấy không? Đó. Ở đây. Bởi vậy khi anh em mang xe qua mình á, mình chạy thử cái xe mà mình cảm được cái xe mình cảm thấy nó bệnh được, đúng bệnh được thì mình chạy, còn mình chạy không mình tưởng tượng không ra thì nó rất là khó. Nhiều khi anh em đi xe nó là em chạy nó cảm thấy nó rần quá, có phải do nồi hay không? Thì mình phải chạy thử rồi mình kiểm tra xe thì mới chính xác được. Chứ các bạn ngồi ở nhà, các bạn gọi điện, các bạn cứ muốn biết bệnh xe chính xác chăm thì đâu ra được. Mang qua tới tiệm đây, nhiều khi mình còn mòn dọc cái buổi trời nó mới ra được cái bệnh xe, các bạn tìm đủ nguyên nhân hết. Đó, mình chỉ trị bệnh chỗ nào là mình chỉ tính tiền ngay chỗ đó thôi, chứ còn những cái mình thử mình đâu có bắt buộc phải tính tiền đâu. Đó. Giờ anh chủ xe anh thử, cái xe nó ngộ lắm các bạn, vừa mà lên ga nhẹ không hở cái đầu nó không bị rung cái đầu vậy nha, nhưng mà bạn lên lăn bánh xong rồi các bạn dặn mạnh ra lên xíu nữa bắt đầu là các bạn chân như nè. Đó. Và cái nhả ra cái dặn lên lại cái đầu là bằng chân. Đó, nó gừ rất là ghê, với anh nói là đi sụp ổ gà cái là kêu một cái khớp đó, mà nó không phải nó bị phuộc vì anh chơi phuộc xịn đó. Anh đi qua bên chỗ bảo hành phuộc anh kiểm tra hết rồi đó, còn đi anh đi cũng mấy chỗ lớn hết rồi, thì cuối cùng người ta nói anh là làm dên đó, anh nói giờ xe bên này mà dên gì, rồi anh mới chịu khó anh chạy qua mình. Rồi anh về tới rồi kìa. Chưa? Đó là ok. Ok đúng không? Rồi chạy lên giùm em đi. Rồi để lên bắt miếng ốp chiên nước vô, bắt miếng dưới đường nó yên lại. Cái nồi đó chạy ổn rồi, cái nồi này chứ nó làm ổn cái chạy đi. Cái nào mà có trục trặc gì đó làm cái nồi này đâu có liên quan gì đâu. Nó hết rồi. Rồi. Tại khi mình nhắc lỗi càng á, lúc trước á là nổ máy phải không? À. Nó rất là êm. Đúng rồi. Nhưng mà khi mình ngồi lên là nó gung 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 gung. Nó nhịp cái này, nó nhịp cái đầu này nó không. Rồi, đó thì qua cái video mình chia sẻ anh em ha. Lưu ý cái này nha, khi mình gã máy thì xử lý luôn này đi, hai cục này nó rẻ mà. Có hai cục này có những hàng xịn hãng luôn, hai cục 100 mấy à. Đó. Rồi, mình kết thúc video clip đây nha anh em. Đó thì cho anh em biết có ít kinh nghiệm thôi. Bạn nào bị thì có thể kiểm tra lại này nha.